Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày mai, 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau 18 giờ ngày hôm nay, ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNEID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.